Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là một bài viết nữa của tác giả Tonat. Bài viết có mang tên Cờ tướng, cờ thiếu hoàng và hạng người phản trí thức. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Thành thật mà nói, tôi thấy trớ trêu khi bài viết chủ đề phản trí thức hôm nay được gợi ý chủ yếu từ trò chơi nổi tiếng là trí thức, cờ tướng. Cũng như tôi thấy trớ trêu không kém khi nhận ra rằng cộng đồng cờ tướng Việt Nam là nơi có nhiều hạng người phản trí thức nhất mà tôi từng biết. Qua bầu không khí cà khịa đêm nay, tôi thiết nghĩ chúng ta nên tạm gác qua một bên cái nỗi sợ hãi tẻ nhạt vì Covid-19 để cùng ngồi lại trò chuyện với nhau về những cái chủ đề thú vị hơn, như là về lý thuyết và thực tế, về lý luận và thẩm quyền, về quá trình và kết quả, về ý tưởng và ý thức hệ, và hơn cả về trí thức và phản trí thức. Một là mã, bắt đầu từ cờ tướng và cờ thiếu hoàng. Mọi việc khởi sự từ bài gần nhất của tôi từ 3 tháng trước, cờ vua và cờ tướng, một so sánh tử tế. Nhìn chung, phần nội dung chính của nó là thứ thuộc về chủ đề hẹp. Ban đầu tôi viết chỉ với mục đích thỏa mãn đam mê chơi cờ và chỉ bàn luận với cao thủ cờ mà tôi đang quen trong cộng đồng mà thôi. Tất cả đều phản hồi tốt. Tuy nhiên, phần cuối bài viết ấy tôi có chia sẻ thông tin cá nhân về quá trình học cờ. Cụ thể là tôi mới chỉ học được 1 tháng nhưng đã chơi được 200 ván, với tỷ lệ thắng là 74% và đủ để hiểu biết về môn cờ này. Tất nhiên chia sẻ này đi kèm với lòng kiêu hãnh không cần giấu giếm, bởi một khi thành tích tỷ lệ nghịch với thời gian rèn luyện thì luôn cho thấy tiềm năng của người chơi hẳn là phải rất lớn. Thế nhưng, khi Spyroom chuyển thể những bài viết này đến người dùng YouTube, thì phản ứng của lũ ngu làm người thông minh như tôi cảm thấy phải há hốc mồm ra. Vâng, bằng một logic khó hiểu nào đó, mà một thứ vốn dĩ là niềm kiêu hãnh của người chơi bỗng trở thành nhược điểm của họ. Thay vì phản biện thẳng vào luận điểm và dẫn chứng tôi làm rất kỹ ở trong bài, người dùng YouTube chỉ biết soi vào thời gian chơi cờ để làm luận chứng cho kết luận rằng tôi không hiểu chơi cờ tướng. Thảm hại hơn, họ còn cố gắng không dám đề cập đến tỷ lệ thắng của tôi nữa cơ. Tôi hiểu, một khi họ đã tránh né lý luận và tập trung vào thời gian chơi, cũng là ngầm tập trung vào trình độ chơi, có nghĩa là họ đang chọn thẩm quyền thay vì lý luận, lựa chọn kết quả thay vì quá trình. Và họ cũng ngầm cho rằng khi đối phương giải quyết được một vấn đề thẩm quyền, thì đối phương sẽ thắng họ vô điều kiện ngay tức khắc. Buồn mà nói, họ chọn sai phe rồi. Đỉnh điểm của tất cả là một người ở trong số họ công khai thách thức tôi đạt một trình độ nào đó ở áp cờ tướng Thiên Thiên Tượng Kỳ. Tôi chấp nhận thách thức, một phần vì hiểu thắng, phần khác vì đằng nào tôi cũng đang luyện cờ tướng, một công đôi việc. Và đây là kết quả. Bằng chứng này cho thấy nhiều điều. Thứ nhất là những người tin tưởng và thẩm quyền nhất lại là những người mang thẩm quyền nhỏ bé nhất. Người thách tôi chơi đã chơi trên ngàn trận. Con số này cho thấy có đầu tư thời gian đối với người nghiệp dư. Thế nhưng trình độ chỉ ở tầm 5-1. Trong khi tôi chỉ chơi 314 ván thôi, nếu tính cả các ván ngoài Thiên Thiên Tượng Kỳ, thì khoảng 500, mà đã lên 7-1 rồi. Và tất nhiên vẫn lên được nữa nếu tôi đầu tư thêm thời gian và công sức. Bởi vì tuổi cờ của tôi mới có 4 tháng thôi, nên nhớ tuổi trẻ luôn là ưu điểm vì nó cho thấy vẫn còn đà phát triển. Thứ hai, tôi đã nói rằng họ đã chọn sai phe bởi vì thật ngô nghê khi chọn thời gian chơi để đánh vào.
vì thời gian chơi là cái tôi không ngừng tích lũy và không bao giờ giảm đi được. 3 tháng trước, họ chê tôi chỉ có 1 tháng tuổi cờ. Bây giờ chắc chắn họ không dám dùng lại câu đó. Và tôi đang tự hỏi, không biết 10 năm sau họ dám nói gì về tuổi cờ của tôi. Nhưng hơn cả ngu nghề, thật dại dột khi chọn nhầm phe thẩm quyền. Bởi vì như vậy, họ tự nguyện đồng ý rằng ai có thẩm quyền hơn họ là họ phải im miệng. Họ tự nguyện làm nô lệ cho người khác. Trong lĩnh vực này, rõ ràng tôi đang có thẩm quyền hơn. Tuy nhiên, tôi không lấy điều đó để bắt họ im miệng, vì tôi coi khinh thẩm quyền. Tôi biết rằng rating 71 với con số thống kê cao hơn 94% số người chơi còn lại vẫn có nhược điểm của nó. Người ta vẫn có thể nói 71 chưa đủ, phải chơi lên 81 mới đủ, sau đó là 91 mới đủ. Và đỉnh cao của sự lươn lẹo là phải vô địch thế giới mới đủ thẩm quyền để nói. Cũng tương tự với tuổi cờ, người lươn lẹo vẫn có thể chê bai người tuổi cờ 10 năm để thách lên 20, 30, 40, 50 năm, vân vân. Điểm thứ 3 chúng ta thấy, chọn phe thẩm quyền tức là chọn phe lươn lẹo. Thanh niên mở ra cái đống này vào Spy Room, nói chuyện một hồi lôi ra là còn không biết chơi cờ vua. Tôi cho vài đường cơ bản nên là lựa luôn rồi nhá. Kịch bản trên có vẻ giống như trường hợp cơ thiếu hoàng. Cho những ai không biết, trường hợp cơ thiếu hoàng là một cuộc tranh luận bỏ bóng đá của một người thanh niên tên là cơ thiếu hoàng. Thay vì tranh luận vào ý tưởng, thanh niên ấy lại thách thức vào thẩm quyền của đối phương. Xui xẻo thay, đối phương là người có đủ thẩm quyền. Và như tôi đã nói ở bên trên, kết cục là người chọn phe thẩm quyền phải im miệng và trở thành một thứ nô lệ ngay lập tức. Cư dân mạng có câu đùa không xa với sự thật bao nhiêu rằng cơ thiếu hoàng không phải là một người mà là một hệ tư tưởng. Bởi vì rất đáng buồn, hạng người như cơ thiếu hoàng có quá nhiều trong xã hội này và hạng người như thế không phải mới mẻ đối với lịch sử. Nói một cách rất chuẩn tắc, tên gọi cho hạng người ấy là phản trí thức. Hai La Mã cho đến hạng người phản trí thức. Một nhỏ, người trí thức và phản trí thức. Người trí thức là một định nghĩa phức tạp có nhiều thay đổi dọc theo chiều dài lịch sử nhân loại. Ở thời buổi bình minh của loài người, chúng ta coi những hành động miễn sao phục vụ tốt cho hệ sinh tồn đều có thể coi là có trí. Bất kể hành động đó, nếu có xét theo tiêu chuẩn bây giờ thì là láu cá, khôn lỏi, xảo quyệt, vân vân, chứ không phải hành động của người trí thức với nghĩa là trí thông minh. Ví dụ ở phương Tây là câu chuyện về những anh hùng Hy Lạp. Như Palamedes, bày mưu khiến Ulysses phải tham gia cuộc chiến thành Troy. Ulysses với mưu kế ngựa gỗ thành Troy. Và sau đó Ulysses đánh lừa Cyclops. Tất thảy chúng nếu xét theo thời đại này thì là xảo quyệt hơn là thông minh. Hoặc ở Việt Nam có giai thoại về Trạng Quỳnh nổi tiếng thông minh, nhưng với chúng ta bây giờ phải gọi đó là khôn lỏi thì đúng hơn. Ngay đến trong kinh điển chính quy, như là Luận Ngữ của Khổng Tử, hình mẫu con người có trí thức ở đây cũng không tránh khỏi mục đích phục vụ tốt cho việc sinh tồn. Và do đó, người có trí ít nhiều mang cả tính cách thiên về lươn lẹo, xảo trá, nhẫn nhục để miễn sao tồn tại được. Xin trích các chỗ đề cập đến trí ở Luận Ngữ. 4 La Mã.2. Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân. Người có đức nhân vui lòng làm điều nhân, người thông minh sáng suốt biết rằng đức nhân có lợi cho mình và cho người nên là làm điều nhân. 6 La Mã.21. Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn, trí giả động, nhân giả tĩnh, trí giả lạc, nhân giả thọ. Người trí thích nước, người nhân thích núi, người trí thích hoạt động, người nhân thích trầm tính, người trí sống vui, người nhân sống lâu. 9 La Mã.28. Trí giả bất hoặc, người trí thì không mê hoặc. 12 La Mã.22. Vấn trí, tử viết, chi nhân. Hỏi về đức trí, đáp biết người. Trích Luận Ngữ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê.
Có thể thấy, đối với người xưa thì khả năng lý luận, hoài nghi, tư duy trừu tượng, óc sáng tạo đều không được quan tâm và đề cập trong khái niệm trí. Người gọi là trí thức thời đó, có học hành thì cũng chỉ là học thuộc lòng trong sách của Thánh Hiền. Và cố nhiên Thánh Hiền thì không sai, nên hoài nghi hay phản biện có rất ít chỗ đứng ở đây. Mãi đến thế kỷ thứ 17 và 18 mà nay chúng ta được đặt tên là thế kỷ khai sáng, thì lý trí, một từ ngữ mới mẻ đã lên ngôi, kéo theo đó là thay đổi định nghĩa về thông minh. Thông minh từ nay trở đi đồng nghĩa với năng lực phê bình, mà có lẽ Kant đã đóng góp rất lớn vào quá trình này. Lý trí thay đổi mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực hệ trọng như là pháp luật. Thấy con người còn sống thành bộ lạc, luận tội chỉ là hành động thỉnh ý của một người già để họ nhớ ra những câu ca dao tục ngữ hợp cảnh, sao cho nhiều người thấy có lý để cùng nhau nhất trí phán xử. Nay luật pháp xây dựng dựa trên cơ sở lý luận, chặt chẽ và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của đám đông. Thậm chí sẽ là tội ác nếu như ngày nay vẫn còn luận tội bằng tục ngữ kiểu như thời xưa. Đến thời đại Internet ngày nay, nơi thông tin thừa mứa và độc hại, thì năng lực phê bình càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Vì không như kiến thức, chúng ta không vay mượn năng lực phê bình được, không bắt chước hay là copy nó từ người khác được. Học thuộc lòng dường như trở thành thừa thãi khi kiến thức có thể gọi ra bất cứ lúc nào chỉ qua một nút bấm. Khi đã có định nghĩa về trí thức, không khó để chúng ta xác định được đâu là phản trí thức. Đó chính là hạng người không đề cao khả năng lý luận, phê bình, kiến tạo lý thuyết. Thay vào đó, họ đề cao thực hành hơn là lý thuyết, thẩm quyền hơn là lý luận, niềm tin hơn là phê bình. Hai nhỏ, con người của ý tưởng và con người của ý thức hệ. Nhưng cần phải nói rõ ràng, phản trí thức không nhất thiết phải là hạng người vô văn hóa, vô học thức. Ngược lại, rất nhiều người có học nhưng vẫn là phản trí thức vì sự khác biệt mong manh giữa ý tưởng và ý thức hệ. Theo Arthur Schlesinger, ý tưởng mang tính tương đối, trong khi ý thức hệ mang tính tuyệt đối. Một trí thức, với đặc trưng là con người biết hoài nghi và lý luận, cố nhiên luôn đặt mọi thứ trở thành vấn đề, dù là những thứ quen thuộc nhất. Người trí thức luôn là kẻ lang thang trong thế giới tư duy. Họ đưa ra ý tưởng nhưng không bám chết vào ý tưởng của mình. Giữa họ và ý tưởng của họ bắt buộc phải có một khoảng cách luôn luôn cần phải giữ. Nói cách khác, người trí thức không tuyệt đối hóa ý tưởng để rồi từ đó ý tưởng trở thành ý thức hệ. Mặt khác, họ không ngừng đi tìm ý tưởng mới. Và đôi khi ý tưởng mới xung khắc đến nỗi phải phá bỏ đi ý tưởng cũ. Nếu coi trí thức là kẻ lang thang thì có thể coi phản trí thức là kẻ bỏ hết trứng vào một rổ, với cái rổ là ý thức hệ mà họ tôn thờ. Và trứng là những thứ thiết thân như tiền bạc, danh vọng, tình cảm, thời gian mà họ không nỡ vứt bỏ. Càng cắm rễ vào ý thức hệ sâu bao nhiêu, hạng người phản trí thức càng khó rút chân ra bấy nhiêu. Ngoài ra, vì mọi thứ lợi ích bị dính chặt với nhau một cách chồng chéo, phản trí thức sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tư duy rành mạch. Trở lại thứ gợi hứng cho bài viết này. Mặc dù khẳng định bài viết so sánh của tôi là công tâm, nhưng cạnh đó tôi cũng thừa hiểu lý do vì sao cộng đồng cờ tướng dãy như sắp bị chọc tiết, trong khi cộng đồng cờ vua thì không. Nguyên do nằm ở cách đặt câu hỏi của tôi: quân cờ tướng không cơ động bằng quân cờ vua. Cờ tướng liên kết kém hơn cờ vua. Hoặc ngược lại cũng thế, quân cờ vua cơ động hơn cờ tướng, cờ vua liên kết tốt hơn cờ tướng. Và nguyên do tôi chọn các giá trị cơ động và liên kết đơn giản vì đây là các giá trị cơ bản của hai môn cờ này. Đối với người có tư duy rành mạch thì cơ động hơn không bao giờ có thể đồng nghĩa với hay hơn được, hoặc là liên kết kém hơn không thể nào có nghĩa là dở hơn được cả. Nói chính xác thì suốt bài này tôi chỉ chủ ý không dùng mấy từ mơ hồ như là tinh hoa cờ tướng hay là tinh hoa cờ vua kia. Tuy nhiên, sẽ là ngây thơ nếu như đòi hỏi tư duy rành mạch ở những người suốt ngày đi cỏm dạo trên Facebook với cả YouTube. Sẽ càng ngây thơ hơn nếu như hy vọng có kiểu viết nào vừa lòng được tất cả lũ ngu ở trên đấy. Căn nguyên của tư duy nhập nhằng nằm ở cách sống nhập nhằng. Có thể nói là những người rãnh nảy vì cách đặt câu hỏi của tôi không thực sự coi cờ như một thú chơi thuần túy kiến thức, mà họ coi như là một cách xác định căn tính của bản thân.
Mọi thứ từ tình cảm, lòng kiêu hãnh, trí tuệ, tự tôn đều được đồng hóa vào cờ tướng. Bởi vì mọi thứ nhập nhằng với nhau, nên việc chỉ ra một khía cạnh nhỏ mang tính chất kém hơn của cờ tướng đồng nghĩa với tuyên bố toàn bộ cờ tướng và toàn bộ cuộc đời của họ là kém hơn so với những cờ khác và với những người khác. Thầy sự này chỉ vì họ không có khả năng giữ một khoảng cách mong manh giữa bản thân họ và ý tưởng. Khi khoảng cách mong manh ấy biến mất, ý tưởng trở thành ý thức hệ không còn là công cụ của con người, mà con người mới là công cụ của nó. Họ tin tưởng nó tuyệt đối và làm nô lệ cho nó một cách tự nguyện. Những người đó không chơi cờ tướng mà chính cờ tướng đang chơi họ. Bà nhỏ, tư duy trọng sỉ. Đã có thời gian dài, loài người nhập nhằng giữa thông thái và người thông minh. Nhưng rồi cũng như mọi lĩnh vực khác, việc thế giới ngày càng phẳng hiện nay đã thay đổi nhiều giá trị. Thông thái vốn mang nghĩa là hiểu biết, và theo cách truyền thống để có được nhiều hiểu biết, người ta chỉ có cách duy nhất là sống lâu. Hiện tượng này sinh ra trong tư duy trọng sỉ, trọng người già, bởi vì tuổi đời cao khi ấy biểu hiện ra ngoài của việc tích lũy kiến thức. Nhưng như tôi đã cân nhắc, đó chỉ là biểu hiện ở bên ngoài mà thôi. Bởi vì thời đại có quá nhiều sách vở và máy móc phục vụ cho con người như hiện nay, anh chị không nên lấy làm lạ khi nhiều thanh niên tích lũy kiến thức nhiều hơn cả mấy ông già. Chúng ta thường mang suy nghĩ trọng sỉ chỉ bởi vì đó là dấu vết cho thấy bản năng con người tiến hóa không kịp với tốc độ phát triển của xã hội mà thôi. Do đó, không lạ khi biểu hiện tiếp theo của phản trí thức là tư tưởng coi nặng tuổi tác hơn lý lẽ. Sau 4 tháng đã và đang lăn lộn trong cờ tướng, tôi càng hiểu hơn căn nguyên cho những suy nghĩ trong ảnh trên. Đó là do điều kiện chơi và học cờ ở Việt Nam vô cùng tệ hại. Không một app hay là website chơi cờ ở Việt Nam nào có tích hợp chế độ phân tích nước đi để giúp cho người chơi học cả. Các app và software có tính phân tích thì thường phải bỏ tiền ra mua thì mới dùng được, và tất cả đều là app của Trung Quốc. Sự lạc hậu của app Việt Nam, Kỳ Chiến, Ziga, PlayOK, bên cạnh việc ngu hóa người chơi thì còn dẫn đến kết quả là một số người chơi khôn lỏi dùng software để chơi, mà hệ thống thì không đủ hiện đại để phát hiện và ngăn chặn. Chính vì điều kiện tệ hại như thế nên người chơi cờ mới bấu víu vào một cách cực đoan và yếu tố tuổi cờ. Bởi vì họ không biết rằng ngoài biển lớn, mọi thứ đang vận hành rất khác. Để dễ tưởng tượng, nó giống như nền văn minh thời kỳ đồ đá so sánh với văn minh Internet vậy. Không khó hiểu vì sao con người ở nền văn minh đồ đá lại trọng sỉ đến như vậy, bởi vì với họ, sống lâu gần như là cách duy nhất để họ tích lũy kiến thức. Nếu chịu đảo mắt ra biển lớn, ta sẽ biết rằng Thiên Thiên Tượng Kỳ của Trung Quốc có tích hợp đầy đủ các tính năng phân tích và chống gian lận bằng software. Sân chơi Thiên Thiên Tượng Kỳ là nơi khá công bằng. Ở bên cờ vua thì những tính năng phân tích và chống software còn xuất hiện sớm hơn cả Thiên Thiên Tượng Kỳ, và đều miễn phí trên các sân chơi nổi tiếng như là Chess.com hay là LiveChess. Các kỳ thủ hệ sau Elo cao hơn thế hệ trước, độ tuổi trở thành đại kiện tướng cũng trẻ hơn. Đây là thực kiện không thể chối cãi về tuổi tác thời nay, là một yếu tố không hề quan trọng. 4. Thực hành hơn là lý thuyết. Ở một số bài viết trước đây, tôi đã giới thiệu đến anh chị một khái niệm chủ nghĩa Philistinism. Nói về lý thuyết và thực hành, Philistine gần giống như phản trí thức ở chỗ cả hai đều coi nhẹ lý thuyết và dùng thực hành như một hình thức lấy kết quả biện minh cho phương tiện. Tuy nhiên, khác nhau ở một chỗ, Philistine thì không quan tâm đến kiến thức, còn phản kiến thức thì quan tâm nhưng ở mức độ hời hợt và sai bậy. Mà hành động thường gặp nhất là trích dẫn ngoài ngữ cảnh để phục vụ ý đồ riêng. Lâu nay ta vẫn thường thấy người đời dẫn tục ngữ câu chăm hay không bằng tài quen để củng cố tư duy coi trọng thực hành hơn là lý thuyết. Ngoài ra còn ngầm cho rằng mọi tri thức đều nên có tính thực dụng trực tiếp với cuộc sống. Những con người học chỉ vì mục đích thuần túy là yêu tri thức và ham hiểu biết là những con người thuộc tầng lớp học trò dài lưng tốn vải, không được đánh giá cao. Đi xa hơn, không còn trích dẫn ca dao thành ngữ, một bộ phận không nhỏ người Việt truyền tai nhau câu thơ của Goethe. Mọi lý thuyết đều xám xịt, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Với mục đích cho rằng, một thi sĩ vĩ đại như Goethe cũng đồng ý với họ rằng thực hành quan trọng hơn lý thuyết,
Việc trích dẫn Faust khiến cho người biết đôi chút về văn chương kinh điển như tôi một lần nữa lại phải há hốc mồm ra. Đúng là câu nói trên là của Goethe. Nó được trích trong tập thơ Faust, phần 1, phòng làm việc, dòng thơ 2037, thoại của Mephisto. Nguyên văn: thảy lý thuyết đều xám ngắt, bạn tôi ơi, chỉ cây vàng của đời là xanh tươi mãi mãi. Đến đây ta có thể kết luận câu nói ấy không nhất thiết là quan điểm của Goethe, mà nó là thoại của Mephisto để phục vụ cho mục đích nào đó trong văn cảnh. Cụ thể mục đích ấy là gì? Bây giờ, trong vở kịch, lúc quỷ Mephisto mới hoàn tất giao kèo với Faust, rồi đột ngột có một sinh viên muốn đến tham vấn Faust về ngành học. Faust không có tâm trạng để tiếp khách nên Mephisto xin được giả trang Faust để tiếp chuyện chàng sinh viên kia. Đầu câu chuyện, Mephisto vẫn giữ thái độ đạo mạo của Faust. Nhưng về sau, hắn thấy chán nên trút bỏ thái độ đạo mạo đó đi để nói về những dục vọng nhằm mê hoặc chàng sinh viên để chàng không đi theo con đường trí thức nữa. Vậy ra, thảy lý thuyết đều sám ngắt chỉ là câu nói lừa mị của Mephisto. Thế còn cây vàng của đời xanh tươi mãi mãi là sao? Thà nôi, là quyến rũ phụ nữ, là buông xuôi trước cám dỗ, là để lửa dục vọng chế ngự trái tim. Cây đời xanh tươi của văn cảnh ấy là như thế. Việc trích dẫn ngoài ngữ cảnh để hiểu sai câu trên của Goethe đã không chỉ là một minh chứng cho sự phản trí thức ở chính những người trích dẫn nó, mà còn manh nha dấu hiệu của lạm dụng thẩm quyền ở đây nữa. Năm nhỏ, úy kỵ những gì nhiều chữ. Cuối cùng, có lẽ ở đâu đó trong những người phản trí thức còn sót lại một chút nhu cầu tìm kiếm kiến thức. Nhưng bi kịch thay, đặc điểm cuối cùng của phản trí thức lại ngăn cản họ làm điều đó. Họ sợ phải đọc những gì nhiều chữ và họ cho rằng nhiều chữ là bày vẽ ra chứ không thực tế như mọi điều vẫn có thể được diễn đạt ngắn gọn và đơn giản. Thái độ phản trí thức này bám rễ sâu đến nỗi sản sinh ra trên đời này cái được gọi là Explain Like I'm Fine. Về vấn đề Explain Like I'm Fine, tôi đã có một bài viết riêng xử lý nó rồi nên không nói lại ở đây nữa. Ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng không có con đường tắt để tìm kiếm về tri thức. Chúng ta chỉ có những phương pháp học hiệu quả hơn. Nhưng về cơ bản thì quá trình hấp thụ tri thức vẫn như thế và vẫn cần phải như thế. Nỗi đau khổ. Mỗi khi hoài nghi là phải biết quen với những cơn đau đầu của lý luận. Giữ bản thân có một khoảng cách với ý tưởng để sẵn sàng gạt bỏ nếu thấy nó sai là một việc đầy đau đớn. Bỏ nhiều giờ mỗi ngày để học một cách nghiêm túc là quá trình đòi hỏi sự nghiêm khắc với bản thân. May thay, phần thưởng cho người trí thức là tư duy rành mạch. Với tư duy rành mạch, người trí thức có thể tách biệt mọi thứ, ngay cả nỗi đau khổ khi học và niềm vui sướng khi có được trí thức. Để khi đó họ có thể thốt lên rằng: tôi vui sướng với nỗi đau khổ của chính mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!